Hello cả nhà, hôm nay Đức Trung Chế giới thiệu cho các bạn. Trung Chế được một người anh giới thiệu vào làm ở Hồng Trà, Bà Rịa, Hồ Chí Minh này các bạn ơi. 355 Tân Hòa Đông các bạn ơi. Băng nhạc Quýnh Ben nha các bạn. Giới thiệu cho các bạn xem. Đức Trung Chế cũng là một người tự học tự làm thôi, chứ không có mà gọi là học ai trên các bạn ơi. Cũng được một người anh bạn guitar nè, dẫn dắt mình vô đây làm từ thứ ba các bạn ơi. Tôi sẽ làm vào ngày 2, 4, 5 đây. Chúng giới thiệu cho các bạn xem cái chúng giới của mình là các bạn bông ga này các bạn ơi, kết hợp tất cả này các bạn, bông ga bông gồ kết hợp với chống chế này các bạn đó. Đầy đủ hết chứ các bạn. Đây. Đây. 355 Tân Hòa Đông nha các bạn. Chống chế cũng được một người bạn giới thiệu vô đây làm từ thứ ba rồi các bạn ơi. Đó, âm thanh nhạc công rồi nói chung là cũng tạm ổn lắm các bạn ơi. Bạn nào có yêu mến và đi đến 355 Tân Hòa Đông nha, hẹn đặc biệt liên hoan tất cả nha các bạn. Xanh nhạc chuẩn bị các bạn ơi, mình quay cụ thể cho các bạn nhé. Đây là Tân Hòa Đông nha các bạn, Tân Hòa Đông nha. Đó, đây là Tân Hòa Đông 355 nha các bạn. Phòng trà này các bạn, Quýnh Ben, một bass, một solo và một guitar thủ. Rồi xin chào các bạn nha, xin chúc cho các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc nha. Xin cảm ơn.